Sau khi cả hai đều dập tắt hy vọng của bóng đá Anh tại Champions League mùa giải này, hùng xám giữa Bavaria Bayern Munich và đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid sẽ đụng độ nhau ở loạt trận bán kết để quyết định cho một vị trí trong trận đấu cuối cùng. Trận lượt đi của trận bán kết diễn ra trên sân Allianz Arena vào 2 giờ rạng sáng ngày 1 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Với tên tuổi của hai câu lạc bộ và tính chất quan trọng của cuộc đụng độ, chắc hẳn sức hấp dẫn của trận đấu này sẽ là rất lớn. Và tác nhân quan trọng nhất để tạo nên sức mạnh hấp dẫn ấy chắc hẳn chính là sự xuất hiện của những ngôi sao có trong đội hình của hai đội. Ai mà chẳng háo hức muốn được nhìn thấy màn đối đầu giữa những cái tên hàng đầu thế giới cơ chứ. Vậy nên trong video này, hãy cùng đưa ra nhận định và dự đoán đội hình ra sân của Bayern Munich và cả Real Madrid trong trận đấu quan trọng sắp tới. Đầu tiên hãy đến với đội chủ nhà Bayern Munich. Mặc dù đây không phải là một mùa giải tốt của hùng xám khi phải nhìn Bayer Leverkusen lên ngôi ở Bundesliga, thế nhưng ở đấu trường châu Âu, những ngôi sao của đội bóng này vẫn đang tỏ rõ lợi thế về mặt kinh nghiệm của họ. Chưa hết hãy điểm qua nhân sự vắng mặt, Bayern sẽ không có được sự phục vụ của Kingsley Coman, Sacha Boey, Bouna Sarr và Tarek Bushman do chấn thương. Leroy Sané và Serge Gnabry đã được nghỉ ngơi vào cuối tuần khi Bayern vượt qua Eintracht Frankfurt với tỷ số 2-1. Hai cái tên này và Dayot Upamecano được hy vọng sẽ có thể sẵn sàng cho trận đấu vào giữa tuần. Vậy nên có thể thấy, Thomas Tuchel gần như đang có được một dàn nhân sự chất lượng trong tay. Việc của ông hiện tại sẽ là phải sử dụng và sắp xếp sao cho hợp lý với những cái tên ở trận đấu sắp tới. Trong khung gỗ của đội chủ nhà, vị trí của Manuel Neuer dường như là điều chắc chắn. Sẽ thật khó để tìm được một cái tên nào khác có được kinh nghiệm như thủ thành người Đức ở giải đấu này. Thật vậy, trận thắng 1-0 một lượt về với Arsenal cũng là trận đấu thứ 138 tại Champions League của Neuer. Anh đã vượt qua huyền thoại Iker Casillas để trở thành thủ môn có số trận sạch lưới nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Trước đó, Casillas đã giữ kỷ lục với 57 trận giữ sạch lưới sau 177 lần ra sân. Và bộ đôi trung vệ Kim Min-jae cùng Eric Dier nhiều khả năng sẽ là những người án ngữ trước khung thành của Neuer trong trận đấu vào giữa tuần. Dier là một bản hợp đồng gây thắc mắc nhất của Bayern Munich tại mùa giải này. Thế nhưng cựu trung vệ của Spurs lại đang cho thấy mình chơi tốt như thế nào để có được một vị trí chính thức. Huấn luyện viên Thomas Tuchel trong cuộc phỏng vấn 2 ngày trước cũng đã phải lên tiếng khen ngợi anh. Eric Dier là bản hợp đồng tuyệt vời, tôi vô cùng hài lòng với cậu ấy. Anh ấy hoàn toàn vượt quá mong đợi, anh ấy là một mảnh ghép cực kỳ quan trọng. Anh ấy có tinh thần tổ chức, tiếng nói, điều mà chúng tôi không có nhiều, tôi rất hạnh phúc. Kim Min-jae sẽ là cái tên hợp lý để cùng Eric Dier tạo nên bộ đôi trung vệ của hùng xám xứ Bavaria, bởi Upamecano chưa chắc chắn đã có được thể trạng sung mãn nhất, còn Matthijs de Ligt dường như không còn nằm trong kế hoạch của Tuchel. Alphonso Davies sẽ trở lại bên phía hành lang cánh trái sau án treo giò, đối diện là Kimmich bên phía cánh phải. Trước đó, Tuchel từng sử dụng cặp đôi thiên về hỗ trợ phòng ngự là Nosein Marawi và Rafael Guerrero án ngữ ở bên trái để ngăn cả một mình Saka. Thế nhưng giờ đây với Davies, Bayern có thể tiếp tục sử dụng một chân chạy cánh tấn công thuần túy. Ở khu vực trung tuyến, những sự lựa chọn dành cho Tuchel là không nhiều. Khả năng bộ đôi chơi ở vị trí trung tâm của đội chủ nhà sẽ là Goretzka và Pavlovic. Sẽ là mạo hiểm khi sử dụng Konrad Leimer sau khi tiền vệ này gặp vấn đề về đầu gối trong trận đấu với Frankfurt. Thomas Müller sẽ được chơi cao hơn ở hàng tiền vệ. Kẻ cắp không gian sẽ cố gắng tìm kiếm những khoảng trống ít ỏi ở hàng thủ của Real Madrid để tạo nên lợi thế cho mình và đội nhà. Trên hàng công, Musiala thi đấu bên phía cánh trái và Gnabry bên cánh phải dường như sẽ là lựa chọn được ưu tiên. Musiala đã vắng mặt trong trận đấu gần nhất của Bayern Munich, tuy nhiên khả năng anh vẫn có thể kịp quay trở lại. Và chơi cao nhất trên hàng công của đội chủ nhà sẽ là Harry Kane, cái tên được kỳ vọng nhiều nhất vào lúc này. Trung phong 30 tuổi đã ghi một cú đúp tại Allianz Arena trong cuộc đụng độ tại Bundesliga hồi cuối tuần với Frankfurt. Với hai pha lập công đó đã giúp anh có được 400 bàn thắng trong sự nghiệp cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Đây cũng là bàn thắng thứ 42 của Kane trong mùa giải này. Không những vậy, thủ quân tuyển Anh đã trực tiếp tham gia vào 10 bàn thắng trong những trận cầu ở Champions League mùa này với 7 bàn và 3 kiến tạo. Điều đó đồng nghĩa với việc cựu cầu thủ của Spurs là cầu thủ người Anh có nhiều đóng góp vào bàn thắng nhất trong một mùa giải của đấu trường danh giá nhất lục địa già, vượt qua David Beckham mùa giải 1998-1999, 2001-2002 và Steven Gerrard vào năm 2007-2008. Còn sau đây, hãy cùng đến với 11 cái tên có thể được xuất phát trong đội hình của Real Madrid trong chuyến hành quân tới Munich. Vì những sự vắng mặt đáng tiếc, Thibaut Courtois và David Alaba sẽ là những cầu thủ của Los Blancos ngồi ngoài vì chấn thương duy nhất ở Bavaria. Bên cạnh đó, Dani Carvajal bị treo giò sau trận gặp Man City. Vị trí người gác đền cho đội bóng hoàng gia gần như không thể ai khác ngoài Lunin. Thủ thành Ukraine đang có phong độ bay cao, đặc biệt sau màn tỏa sáng trước nửa xanh thành Manchester ở lượt trận tứ kết.
Có khả năng cao là Rudiger và Tchouaméni sẽ là bộ đôi được sắp xếp để án ngữ trước khung thành của Lunin. Trước trận đấu, Rudiger nói với nhà báo Kerry House của Sky Sports rằng: "Đối với tôi, đây là lần thứ hai tôi đối đầu với Bayern tại Champions League. Lần trước không suôn sẻ với tôi lắm, nhưng tôi rất mong chờ vì đây là một trận cầu lớn. Để mắt đến Harry Kane là tất nhiên, nhưng họ cũng có những cầu thủ chất lượng khác. Tôi hy vọng Leroy sẽ khỏe mạnh 100% vì tôi nghe nói anh ấy đang gặp vấn đề. Tôi hy vọng anh ấy có thể thi đấu vì bạn muốn thi đấu với những người giỏi nhất." Jordani Cavahan đã nhận thẻ vàng tại Etihad và bị treo giỏ. Vì vậy, Lucas Vázquez, một trong những ngôi sao của trận El Clasico gần nhất, sẽ có cơ hội ra sân ở Munich ở vị trí hậu vệ phải. Ferland Mendy gặp một chút vấn đề về mặt thể lực nhưng đã được cho nghỉ ngơi ở trận gặp Real Sociedad. Anh sẽ là cái tên chơi bên phía hành lang cánh trái. Với sơ đồ 4-4-2 kim cương, Van Verde, Camavinga và Kroos sẽ là những bộ ba được tin dùng ở khu vực trung tâm. Hiện tại Camavinga đang đứng đầu về số lần tắc bóng, đánh chặn và thu hồi thành công trên 90 phút và đứng thứ 5 về tỷ lệ truyền và dê bóng thành công trong đội hình Real Madrid tràn ngập tài năng. Theo WhoScore, không có cầu thủ nào ở La Liga mùa này có nhiều đường truyền ở 1/3 sân đối phương nhiều như Van Verde với 556 lần. Sự cơ động và khả năng thi đấu không biết mệt mỏi của Van Verde cùng Camavinga sẽ hỗ trợ rất tốt để khả năng điều tiết trận đấu và cả những đường truyền dài từ Toni Kroos. Và chơi ở đỉnh kim cương sẽ là cái tên được chờ đợi nhất bên phía Real Madrid, đó chính là Jude Bellingham. Mặc dù không trực tiếp ghi bàn nhưng Jude Bellingham đã làm việc không biết mệt mỏi trong chiến thắng trước đội bóng của Pep Guardiola trên lượt về. Anh có trung bình 1,2 lần gây áp lực cường độ cao mỗi phút trên sân, với tổng cộng 146 lần. Đó là mức trung bình cao nhất của một cầu thủ được ghi nhận trong một trận đấu ở giải đấu mùa này. Nhưng Bellingham vẫn nguy hiểm nhất mỗi khi tham gia tấn công. Tiền vệ trẻ người Anh đã có được 4 bàn thắng và 4 pha kiến tạo ở giải đấu cấp câu lạc bộ hàng đầu của UEFA mùa này. Vậy nên sẽ là sai lầm nếu Bayern để cho số 5 của Real Madrid có nhiều khoảng trống trên sân. Chỉ có Rodrigo mới có thành tích ghi bàn tại Champions League mùa này nhiều hơn Bellingham cho Real Madrid. Anh ghi được 5 bàn thắng ở châu Âu cho đến thời điểm hiện tại. Cầu thủ người Brazil vẫn đang tiếp tục tỏa sáng trên hàng công cùng với người đồng hương Vinicius Junior. Cả hai đều không có tên trong đội hình ra sân khi Ancelotti cho các cầu thủ chủ chốt của mình nghỉ ngơi sau chiến thắng 1-0 vào cuối tuần trước Real Sociedad. Đây cũng sẽ là hai cái tên khả năng cao được Ancelotti sử dụng cho hàng công của mình. Với tốc độ từ bộ đôi Nam Mỹ sẽ mở ra rất nhiều cơ hội để Real Madrid thực hiện những bàn đánh phản công của họ. Real Madrid dưới thời Ancelotti không áp dụng một triết lý chiến thuật cụ thể như rất nhiều đội bóng hàng đầu thời điểm ngày nay. Họ luôn chơi với sự thực dụng cao nhất và làm mọi cách để đánh bại đối thủ của mình. Và Bayern Munich và Thomas Tuchel cũng đang hướng đến một hình ảnh như vậy, ít nhất trong mùa giải này. Vậy nên đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu với sự hết sức chặt chẽ của hai đội. Và khi mọi thứ càng khó khăn thì lại càng là sân khấu tốt cho những ngôi sao thể hiện đẳng cấp của mình. Hãy đưa ra dự đoán của bạn về tỷ số của trận lượt đi đầy căng thẳng tại sân Munich sắp tới. Và đâu sẽ là cái tên sẽ tỏa sáng cũng như được nhắc đến nhiều nhất sau khi trọng tài thổi hơi còi mãn cuộc.